Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giá heo thịt ở mức cao nhất là 66.000 đồng trên 1 kg. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Việt Nam cũng nhận định giá heo thịt thời gian gần đây tăng trở lại cũng là phù hợp với quy luật của thị trường bởi sau thời gian dài giá heo bị giảm sút xuống mức dưới 50.000 đồng trên một kg, heo hơi khiến cho người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn, chăn nuôi không có lãi trong một thời gian dài. Đến thời điểm hiện tại, giá heo hơi dao động trong khoảng từ 61 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg là mức hợp lý để người chăn nuôi lấy lại thế cân bằng sau thời gian dài bị thua thiệt. Ông Dương cũng dự báo giá heo hơi sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn và có thể sẽ dừng lại vào thời điểm nắng nóng vụ hè. Dù vậy, theo ông Dương, việc giá heo hơi tăng hiện nay rất dễ dẫn đến tâm lý người chăn nuôi giữ lại heo đến tuổi xuất chuồng chờ giá cao hơn nữa cây khủng hoảng thiếu giả đẩy giá heo hơi tăng cao để tránh mất cân bằng trong chăn nuôi, các doanh nghiệp cũng như người chăn nuôi cần thận trọng trong quá trình tái đàn và xuất bán heo một cách bình thường khi đến tuổi xuất chuồng, bởi hiện nay giá heo hơi đang neo ở mức cao. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc là một trong những khu vực có mức giá cao nhất. Các địa phương duy trì mức giá đỉnh điểm là khu vực Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên hay trên địa bàn Hải Phòng nhiều nơi báo giá từ 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Nhưng cũng lưu ý, những đàn heo đẹp thì mới được mức giá 65 cho đến 66.000 đồng. Các địa phương ở Trung Du có đàn heo lớn như vực Phú Thọ hay là đối với Thái Nguyên, Vĩnh Phúc hay là đối với của Bắc Giang cũng neo ở mức trên dưới 65.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở khu vực vùng cao cũng có mức giá 65.000 đồng, cả khu vực Đông Bắc và các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu hay là đối với khu vực Điện Biên, Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay cũng ở mức 64.000 đồng trên 1 kg. Không chỉ các tỉnh ở khu vực miền Bắc có xu hướng tăng mà thị trường miền Trung cũng có xu hướng tăng trong ngày hôm nay. Nhiều địa phương đã cán mốc 63 cho đến 64.000 đồng ở khu vực miền Trung. Đặc biệt khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mức bình quân là 63.000 đồng trên 1 kg hai khu Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng ở mức 61 cho đến 63.000 đồng. Các tỉnh ở khu miền Nam Trung Bộ phải kể đến cuộc Bình Định hay là đối với Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiều nơi bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương với những đàn heo đẹp có mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trong ngày hôm nay. Tây Nguyên cũng đã xuất hiện mức giá 64.000 đồng, nhất là trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các địa phương như Đắk Lắc, Gia Lai, Con Tum vẫn neo ở mức cao và trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động nhiều. Còn đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam, mức giá 64.000 đồng trên 1 kg đã xuất hiện rất phổ biến ở cả khu vực miền Đông và khu vực miền Tây Nam Bộ. Các tỉnh ở khu vực miền Đông như Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay đối với khu vực Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Ninh đều đang có mức giá này. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Tây như Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Bến Tre và nhiều địa phương khác nữa cũng có mức giá từ 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg nhất là trên địa bàn Cà Mau trong ngày hôm nay tăng đến hai giá ở mức lên đến 64.000 đồng và có thể sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong đầu tuần. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá từ 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg có thể kể đến một số huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như Ứng Hòa 64.000 đồng, Ba Vì 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Phúc Thọ hay là đối với Đan Phượng, nhiều nơi cũng báo giá 65.000 đồng. Hải Dương có mức giá 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Ở Ninh Giang của tỉnh Hải Dương, đặc biệt là ở xã Hồng Đức, có mức giá lên đến 66.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng có mức giá 65.000 đồng. Hưng Yên phổ biến mức giá 65 cho đến 66.000 đồng trong ngày hôm nay. Vĩnh Phúc cũng đã chạm mốc 66.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Tuy nhiên, những đàn heo xấu hơn có mức giá 64-65.000 đồng như cuộc sông Lô phổ biến 64.000 đồng, lập thạch 65.000 đồng trên 1 kg. Cuộc Tam Dương Tam Đảo những đàn heo đẹp có mức giá 65 cho đến 66.000 đồng trên địa bàn tỉnh này. Bắc Ninh 65.000 đồng trên 1 kg. Nam Định trong ngày hôm nay phối mức giá 64 cho đến 66.000 đồng. Ninh Bình cũng đã chạm mốc 66.000 đồng trong ngày hôm nay. Khu vực Yên Mô, Yên Khánh nhiều hộ chăn nuôi báo giá heo đẹp có mức giá này. Thái Bình 65 cho đến 66.000 đồng, nhất là trên địa bàn Hưng Hà hay khu vực Thái Thụy đang có mức giá này. Hà Nam trong ngày hôm nay có mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào chất lượng của heo. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực Trung Du như khu vực Thái Nguyên 65.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay ở khu Cẩm Khê báo giá 64.000 đồng, Phú Ninh 66.000 đồng trên 1 kg, cao hơn hẳn so với các địa phương khác. Thanh Sơn, Thanh Thủy cũng có mức giá bình quân 65.000 đồng. tuyên Quang 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Khu Quảng Ninh trong ngày hôm nay có mức giá từ 64 cho đến 66.000 đồng. Bắc Cạn 64.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai và Yên Bái phổ biến mức giá từ 63 cho đến 65.000 đồng. Đặc biệt khu Lục Yên của Yên Bái có mức 64.000 đồng, hai khu vực Trấn Yên có mức giá 65.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn phổ biến mức giá 65.000 đồng, Hà Giang và Cao Bằng 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang là địa phương có mức giá cao, nhiều nơi báo giá 65 cho đến 66.000 đồng trong ngày hôm nay. Các địa phương ở khu vực Tây Bắc như Điện Biên 64 cho đến 66.000 đồng, Lai Châu cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Hòa Bình ở mức 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Chân la trong ngày hôm nay ở khu vực Mai Sơn hay hai huyện đó là Sóc Cộp và huyện Sông Mã cũng có mức giá 64 cho đến 65.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, mức giá cao đang nghiêng về các địa phương ở cục Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mức bình quân ở 3 địa phương này là 63.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tân Kỳ của Nghệ An hay cục Nghĩa Đàn đang có mức giá 63.000 đồng. Ở khu kỳ Anh của Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cũng ở mức 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 63.000 đồng, khu Quảng Trị 61 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay giao động bình quân 62.000 đồng khu vực Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi 62 cho đến 63.000 đồng. Ở khu vực Bình Định có mức giá 61 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg như khu vực Phù Cát và Hoài Nhơn, tùy thuộc vào chất lượng của heo các bạn nhé. Phú Yên có mức giá bình quân 62.000 đồng. Khánh Hòa 61 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận 62.000 đồng trong khi đó ở tỉnh Bình Thuận có mức giá 64.000 đồng trên 1 kg. Nhất là khu vực Đức Linh của Bình Thuận đang có mức giá cao ngất ngưỡng này. Còn riêng đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, ghi nhận Lâm Đồng là địa phương có mức giá đỉnh điểm, phổ biến mức giá 62 cho đến 64.000 đồng. Ở khu vực Bảo Lộc có mức giá 64.000 đồng, Đắk Nông 62.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai, Kon Tùm cũng có mức giá tương tự như khu vực An Khê của Gia Lai 62.000 đồng. Đắk Lắc quanh khu vực Buôn Ma Thuật 62 cho đến 63.000 đồng. Còn đối với mức bình quân ở các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ là 63 cho đến 64.000 đồng như khu vực Đồng Nai trong ngày hôm nay phổ biến do quanh 64.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục định quán của tỉnh Đồng Nai heo siêu đẹp bán nhỏ lẻ đã xuất hiện mức giá 65.000 rồi, các bạn có thể tham khảo ở huyện này. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh 64.000 đồng và địa Vũng Tàu 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước 64.000 đồng trong ngày hôm nay, khu vực Bình Dương, quanh Phú Giáo cũng có mức giá 64.000 đồng hay đối với khu vực Tây Ninh cũng có mức giá tương tự. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ, phải kể đến khu vực Vĩnh Long có mức giá 64.000 đồng. Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng có mức giá 64.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hậu Giang 62 cho đến 63.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay ở huyện Mỏ Cánh Nam và Mỏ Cái Bắc đều đang giao động mức giá 63.000 đồng là bình quân. Cần Thơ 62.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn Long An trong ngày hôm nay cũng có mức giá lên đến 64.000 đồng ở khu Bến Lức, Bạc Liêu 62.000 đồng trên 1 kg, Tiền Giang 63 cho đến 64.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá quanh khu cai lệ của Tiền Giang đang dao động khung này. Ở khu An Phú của An Giang 63.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 64.000 đồng. Kiên Giang 62 cho đến 63.000 đồng. Những đàn heo đẹp ở khu Tân Hiệp của Kiên Giang đạt mức giá 63.000 đồng Sóc Trăng 62.000 đồng trên 1 kg. Cuộc trà Vinh trong ngày hôm nay cũng đạt bình quân 62 cho đến 63.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để cập nhật giá heo hơi hàng ngày của chúng tôi.